Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì em lại có một số mặt hàng lan rừng của bản địa Cao Bằng muốn quay bán chia sẻ với các bác yêu phong lan với giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có trước, rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng hình lan sau. Này, đầu tiên em có kiếm lô hội này, hàng kiếm lùn cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Đấy. Giá cả thì hợp lý các bác nhé, 50.000 đồng một cân. Tiếp theo là có địa lan Mạc Xuân này, 80.000 một cân, hài vệ nữ 80.000 một cân, đùi gà tròn Vanda Hương Chanh và những cái rễ kiếm to khủng này rất là đẹp. Tiếp theo có đại lan Huệ Đồng này, giáng hương đôi cáo rất là đẹp các bác ạ, hàng vừa xuống núi luôn. Và có mấy cây cúc nguyên bản này, dân vừa cắt từ rừng về, đẹp mê ly luôn các bác ạ. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng dòng lan luôn. Đầu tiên em có địa lan Mạc Xuân này. Đấy, hàng xanh mướt đẹp, em bán là 80.000 đồng một cân các bác nhé. Nếu mà các bác lấy nhiều thì em sẽ bán giảm giá cho, còn bình thường lấy một vài cân là 80.000 đồng một cân. Hàng có khá là nhiều các bác ạ. Cây to cây bé đều có các bác nhé. Nếu mà các bác mà lấy cây tầm tầm cây to hoặc là cây tầm trung cây bé thì cứ liên hệ cho em sẽ gửi hàng cho các bác. Đây. Hàng đẹp xanh mướt. Cái dòng này bây giờ được rất là nhiều bác ưa chuộng các bác ạ. Dòng địa thì chơi các cụ ngày xưa chơi rất là lâu năm rồi chứ không phải là vừa mới đây. Đấy. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa nhé. Nhiều bác lại không biết mặt hoa của dòng này. Cái dòng này mặt hoa nó là phổ biến đặc sắc lắm các bác ạ. Đây các bác ạ, địa lan Mạc Xuân này thường gọi là Mạc Quân Tử đây. Mặt hoa thì đa dạng luôn. Đây các bác ạ. Bình thường thì nó màu nâu đỏ các bác nhé. Còn nếu mà cây đột biến thì màu xanh, xanh ngọc. Đây, bình thường là nó màu như này này. Cái dòng này hoa nó nở vào đúng dịp Tết âm lịch luôn. Nên là được nhiều bác quan tâm các bác ạ. Một cân các bác ghép được mấy chậu đẹp rồi các bác nhé. Tiếp theo là kiếm lô hội hoa đỏ này. Này hàng hôm nay là gọi là đẹp miên man luôn các bác ạ. Xanh mướt. Cây rất là khỏe luôn. Đây những cái lá cứng cáp khỏe khoắn này. Hàng đẹp. Em bán 5.000 đồng một cân. Hàng tầm trung này không phải quá dài các bác nhé. Này. 50.000 đồng một cân. Này. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của dòng này. Mặt hoa nó cực kỳ đẹp các bác ạ. Đây là mặt hoa của kiếm lô hội các bác nhé. Đây chụp ở một cái khúc nguyên bản này. Nó bám ở trên cây. Mặt hoa nó màu đỏ tươi. Cực kỳ đẹp các bác ạ. Nhìn bông nó rất là rực rỡ luôn. Đấy. Đáng để sưu tầm các bác nhé. Hàng rất là đẹp. À đây các bác ạ, để em thấy một cái tép lan này, lá nhân các bác nhá. Đây, chuẩn lá nhân luôn. Cái tép này em sẽ bán riêng nhé, bác nào quan tâm thì kết bạn Zalo với em chụp cho các bác xem nhé. Tiếp theo là em có đùi gà tròn này. Đùi gà tròn bây giờ đang đúng mùa ghép các bác nhá. Này, nó đang lên mầm tơ này. Đấy, còn những cái lá vàng này nó rụng hết lá xong năm sau là nó nở hoa. Như ví dụ thân này, nên nở hoa nó phải rụng hết lá. Hàng rất là đẹp các bác ạ. Em bán là 220.000 đồng một cân. Tiếp theo Vanda Hương Chanh này, nên dân vừa lấy về này. Đấy, còn buộc nguyên dây rừng luôn các bác nhá. Cái dòng này em bán giá siêu rẻ luôn, cũng 50.000. Là bán hộ dân thôi, dân được ngày tìm được mấy loại là mình lấy một loại một ít các bác ạ.
hàng rất là đẹp. Ôi cây này lá nhân các bác ơi, ôi cây lá nhân đẹp quá này. Cây lá nhân em bán riêng nhá các bác nhá. Đây, lá nhân đẹp chưa, em bán là 50.000 đồng một cân cho địa à, cho Vanda Hương Tranh. Tiếp theo hài vệ nữ đấy, hài vệ nữ em cũng bán 50.000 đấy, giá cả thì siêu rẻ luôn, hàng đẹp xanh mướt luôn các bác ạ. Cái dòng này hoa rất là đẹp nhá, độ bền hoa nó có thể lên đến 2 tháng. Đây, hàng dề hàng rờ đầy đủ, em bán xô là 50.000 đồng một cân. Cái này dòng này dễ trồng thôi các bác nhá, em cho các bác xem 2 tháng trước em trồng mấy giỏ, bây giờ lên rất là đẹp rồi các bác ạ. Đây các bác ạ, em vừa trồng mới đây thôi nhưng mà nó lên lên cực kỳ tốt. Hoa đây, hài vệ nữ các bác nhé. Em trồng là chủ yếu là phân dê với lại loại đất ở trên núi đá chúng em, cái đất đen đấy các bác ạ, trồng cực kỳ tốt. Em bán là 50.000 đồng một cân. Tiếp theo em chuyển sang giáng hương đôi cáo các bác nhé. Hàng hôm nay rất là nhiều. Có một cúc nguyên bản này. Đấy, cúc nguyên bản này bám đẹp quá các bác ạ. Có rất là nhiều ngọn các bác nhé. Em sẽ cho các bác xem hoa của cáo trước, nhiều bác lại không biết. Hoa của cáo rất là đẹp các bác nhé. Bây giờ đang có nụ hoa rồi. Đây là hoa của giáng hương đôi cáo các bác nhé. Màu tím, tím hồng rất là đẹp. Nên nó ra một cái vòi như là đuôi của con cáo vậy các bác nhá, gọi là giáng hương đuôi cáo. Cái dòng này là đặc sản của Cao Bằng chúng em đấy các bác ạ, hoa rất là đẹp. Đây, đẹp lắm các bác ạ, cái dòng này được rất là nhiều bác chơi, hoa nó cũng rất là thơm. Em sẽ đọc thứ tự đi từ hình số 1 các bác nhé, là 150.000. Hàng vừa xuống núi nên là cây rất là tươi đẹp. Này, cây này hình như còn lá nhăn nữa các bác ạ. Này, lá nó hơi nhăn nhăn các bác nhé. Rất là nhiều cây, em sẽ không đếm cây của từng hình nữa. Nếu các bác nào lấy hình nào thì có thể kết bạn Zalo với em. Em có thể chụp ảnh qua Zalo cho các bác. Nhưng mà bây giờ đếm cả cây nữa thì nó mất thời gian lắm các bác ạ. Hình số 1 là 150.000. Có rất là nhiều các bác nhé. Cây đẹp. Này, cáo đỏ nữa. Cáo đỏ này hoa rất là tím. Có cực kỳ nhiều luôn các bác ạ. Đi các bác ghép mỏi tay luôn. Có thể ghép được khoảng ít nhất là 5 giò. 150.000 cho hình số 1. Tiếp theo hình số 12 này. À, hình số 2 này. Là 120.000. Cũng có rất là nhiều, em đã cắt tỉa thế gọn gàng rồi các bác nhé. Hình này. Nhiều quá các bạn. 120.000. Tiếp theo hình số 3 này là 100.000. Này. Rất là nhiều cây các bác nhá, chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này là 120.000. Này. Cây rất là to này. Nó có ngổng hoa dài được các bác nhá. Cái ngổng hoa này kiến bâu rất là nhiều không hiểu sao luôn. Không biết là có chất gì mà kiếm bâu nhiều thế các bác ạ. Cây xếp. Hình số 4 em bán là 120.000. Tiếp theo hình số 5 này cũng 120.000. Cây to lắm này các bác ạ. Vòi hoa này. Cực kỳ dài luôn. Rất là nhiều cây các bác nhá. Hình số 5 là 120.000. Tiếp theo hình số 6 là cũng 120.000. Cây to lắm này. Rất là nhiều cây các bác nhé. 120.000 trên số 6. Tiếp theo hình số 7 là cũng 120.000. Này, hình này cây to đều lắm này các bác ạ. 120.000. Tiếp theo là hình số 8 này. 150.000. Hình này cây to đẹp lắm các bác ạ. Tươi rói luôn. Vừa xuống núi luôn các bác nhé. Này. Cây đẹp quá các bạn ạ.
Toàn cây to đẹp thôi các bác nhá. Hình số 8 là 150.000, hình này quá là tuyệt vời. Tiếp theo hình số 9 này, 120.000. Này, nó đang có nụ hoa rồi các bác nhá. Này các bác ạ, nụ hoa này. Hình số 9 rất là nhiều cây, em cũng bán là 120.000. Tiếp theo hình số 10 này, cũng 120.000. Hình nào nó cũng sàn sàn như nhau cả thôi các bác nhé. Em đã chia đều tất cả các hình gần như là như nhau rồi. Chênh lệch nhau có mấy chục nghìn là cùng. Hình số 10 là 120.000. Tiếp theo hình số 11 này, 100.000. Hình này nhiều cây lắm này. Các bác này. Cả đống này, 100.000. Hình số 11. Tiếp theo hình số 12 đây. Cái cúc nguyên bản em bán 350.000 các bác nhá. 350.000 chưa có ship. Đây, rất là nhiều cây. Chắc có tầm khoảng bao nhiêu ngọn nhỉ? 1 2 3 4 5 6 2 2 4 6 8 ngọn các bác ạ. Cả to cả bé. Đây, cúc này rất là đẹp các bác ạ. Đẹp tuyệt vời các bác nhé. Hình số 12 em bán là 350.000. Một cái cúc nguyên bản vừa cắt từ rừng về luôn. Đấy. Đẹp chưa các bác? Cái đề này trước ạ. Tiếp theo số 13 này là 300.000. Cái này là cũng đang có ngổng hoa các bác nhé. Đây. Đây các bác, ngổng hoa đang lên. Còn cái này là một cái cây rời cũng đang có ngổng hoa. Đây, ngổng hoa rất là dài rồi các bác ạ. Đi các bác mình ghép vào cây này luôn. Ghép vào thành một cái giò to đẹp luôn các bác nhé. Hoặc là các bác mua thêm mấy cây to đẹp là mình ghép thẳng vào luôn. Hình số 13 là 300.000. Tiếp theo hình số 14 là một cái phần địa lan kiếm lan giáo này. Còn có cả lá nhăn luôn này các bác ạ. Dòng này cái lá nó rất là độc lạ các bác nhé. Nó màu tím tím, không phải màu xanh là nó màu tím. Phần này rất là nhiều. Khoảng 1 cân các bác ạ. Một cân cân hơn tí. Em bán là 150.000. Cái dòng này hoa cũng khá là đẹp các bác nhé. Em sẽ cho các bác xem một chút mặt hoa về cái dòng này. Đây, đây là hoa của kiếm lan giáo các bác nhé. Đây, màu hoa cũng rất là đẹp. Khá là độc lạ các bác ạ. Em cho các bác xem hoàng thảo lông nhán luôn. Nó đem có một hình hoàng thảo lông nhán này. Hoàng thảo lông nhán hoa rất là đẹp các bác nhé. Dạ. Tiếp theo hình số 15 em có một phần hoàng thảo lông nhán này, lá nhăn luôn. 200.000. Đây các bác ạ, lá nó nhăn nhăn các bác nhé. Nhìn nó nhăn nhăn rất là đẹp. Cây màu xanh rất là xanh đậm rất là đẹp các bác ạ. Hoa màu vàng tươi cực kỳ đẹp, có khá là nhiều các bác nhé. Cái chỗ này chắc là ở nguyên một chỗ luôn này. Em bán 200.000. Này, còn có nguyên cả bó này. Đấy. Phần em bán là 200.000 trên số 15. Tiếp theo hình số 16 là một cái rề kiếm cực kỳ đẹp các bác ạ. Cái rề này bản lá nó to. Cái này, rề này em lúc em đi lấy về là nó ở nguyên, nó ở nắng 100% luôn. Cây rất là khỏe này, lá này to này. Lá khá là to các bác nhé. Này, cầm lên cho các bác xem này. Này, cái rề này đẹp lắm này. Bản lá to đẹp. Em bán là 250.000 cho cái rề kiếm lô hội này. Đấy, cái rề này chỉ cần đặt xuống sống các bác ạ. Nguyên một rề. Cây rất là khỏe. Tiếp theo là hình số 17 này. Cái hình này dề cực kỳ to và bản lá của nó cũng rất là to này các bác ạ.
lá to lắm này. Này so với cái rễ bên kia là cũng màn lá to như nhau các bác nhé. Và cái rễ này nó nhìn nó rễ to hơn, đẹp lắm các bác ạ. Ở bên ngoài là nhìn cái rễ này là cực kỳ đẹp luôn. Hình số 17 nhé, em bán là 300.000. Tiếp theo hình số 18 này, 250.000. Này, rễ này này. Rễ này là chỉ cần đặt xuống là không cần thêm giá thể gì nữa các bác, kiếm một cái chậu vừa là ok. Rất là to các bác nhé. 250.000 cho hình số 18. Tiếp theo hình số 19 này, chỉ có 100.000. Rễ này rất là đẹp này. Mấy cái lá này đi cắt bỏ đi các bác nhé. Tiếp theo hình số 20 là em có thanh đạm sứa đây. Chỗ này chắc khoảng 2 cân, em bán là 100.000. Đây, cái dòng này hoa rất là thơm. Hoa nó màu trắng sữa các bác nhé. 100.000 cho cái hình 20 này. Tiếp theo hình số 21, rễ này to nhất các bác ạ. Em bán là 300.000. Ôi. Các bác ạ. Rễ này là quá là to luôn. Dày lắm các bác ạ. Rễ này rất là dày. Một bụi cơ mà. Này. Một bụi to khủng cơ mà. Này. Ui, nặng thế. Hình số 21 này em bán là 300.000.